Tin mừng theo Thánh Mát-thêu chương 13. Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng: Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa, kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ, Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacob, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu chương 14. Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-xu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục, vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gio-an nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: Xin Ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-xu. Nghe tin ấy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giê-xu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: Đem lại đây cho thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đây! Và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giê-xu bảo ông: Cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên. Thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Gen-ê-sa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-xu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ, chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.